Nó nói chung quanh toàn là má cũng mình ở cái lõm giữa như vậy. Dạ. Rồi thành thử ra mình phải chịu đâu coi em chung quanh là mẹ má ở cháu em má đâu mình ơi mình cậu ơi ông có tiền mình không có tiền người ta cho ở nhờ ở đậu đất mình cũng mang ơn người ta rồi cái mình bệnh như vậy nè đi ở đây xuống xuống cái dưới đó đi lên đi xuống mình cũng phải ráng mình chịu chứ cái ý mà mình muốn ở dưới lộ dưới vô nó dễ cậu này nó cũng như là nó bị cái gì mà mệt đó rồi nó lên chứ dạ chứ không phải mà mình nếu mình bị tim thiệt là mình chết queo. Cuộc sống người dân Việt. Thưa các chú chị nha, Trung đang ở núi Sam á, Châu Đốc á, thì nghe cái cô này nè, quý vị cô đang đi tới nè, có gọi cô, nghe nói cô có một trường hợp hợp cũng đặc biệt lắm. Ôi chào cô. Dạ. Cô đang đi bán vé số hả? Dạ, đúng rồi. Dạ. Hỏi thăm xíu cô tên gì? Dạ, tên Yên. Sao cô thở dữ vậy? Dạ anh thấy bị tim nó mệt đó cậu. Ồ bị tim á là dạ. bị sao hở bên tim hay gì? Không phải này nó cũng như là nó bị cái gì mà mệt đó rồi nó lên chứ dạ chứ không phải mà mình nếu mình bị tim liệt là mình chết queo không nha. Kiểu như là mình hồi hộp mà. Dạ dạ. Ôi trời ơi quý vị nha, cô đang đi bán số, Trung gọi qua bên này đó để mà hỏi thăm cô. Dạ. Nghe nói là cô có sống một mình hả? Dạ sống một mình. Rồi sống như vậy bao lâu rồi? Dạ lâu lắm rồi cậu ơi. Cũng năm cháu 7 năm nay rồi nha. Rồi con cái ở đâu? Ông có con. Chị sống có một mình anh à. Không có chồng luôn hả? Dạ ông có luôn. Trời ơi dạ. Không chồng không con. Mà sống một mình như vậy. Dạ. Giờ đi bán với cháu hàng ngày, bệnh rồi thôi nằm đó chừng ít rồi đi nữa. Đó. Năm nay cô nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay cháu 19 rồi cậu. Hồi nãy cô nói cô tên gì quên rồi? Tên Hiền. Tên Hiền hả? Dạ. Cô Hiền 69 tuổi rồi? Dạ. Quỳnh Thị Hiền. Quỳnh Thị Hiền. Dạ. Dạ. Rồi cô xe lăn này là cô mua hả? Dạ không. Cái này là mấy nhà ông từ thiện ông cho. Ông thấy thương không cho? Dạ. 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 Cũng đỡ cho cháu có lâu dạ. Chưa? Dạ cũng mười mấy ngày nay rồi. Ăn nửa tháng nay á. Rồi hai cái giò có đi không được hay sao mà dạ. Cho xe? Cái giò nó chân như vậy. Ủa sao nó sưng dữ cô? Dạ. Tại nó té bữa hôm đó rồi nó chân hoài vậy nó ông ít ra cậu ơi. Cô bị té là dạ. Té xe hả? Dạ. Cô đi xe này té hay sao? Đi xe này té mà về nhà nó té, nó chân, nó té nữa. Nó té vô đầu gối không? Chân không? Nhưng mà trước đó cô đi được không? Dạ, đi chậm chậm được. Đi thì nó nhắc, nhưng mà nó đau, dưới nó đau lên vậy nè, khó chịu quá. Uống thuốc hoài đó cậu. Dạ. Dạ. Cô nghe nói là cô quen nhà này hả? Dạ. Quen là quen sao? Dạ cũng như là giúp đỡ mấy gì mấy cô ở đây giúp đỡ cho mình với cái cầu bên kia đó, cầu ai bên đó đó giúp đỡ rằng mình được cái chiếc xe này. Dạ. Tại vì con nghe mấy người đã nói này, cô dạ. Thấy thương lắm thành ra con hỏi thăm. Dạ. Vô thăm xíu, con vô mát luôn cô. Vô mát đứng xíu nè. Vô nè. Cô biết dạ. Gì của cô này cô? Chú này hả? Chú biết gì về con cô đó cô chú?
bỏ thì nó sống đâu, mình bỏ bị giống như khớp với đi cà nhắc hoài rồi nói với số sống mình. Ồ, cô đi kìa đi vậy đó. Rồi mà bữa nào bà bán mà ế nó đi cái giò nó sưng lên thấy vậy mới xin, mà nói mấy người kia đó mới xin đi chiếc xe cho bà. Bên đây thì có bên đây có chân mà mang cái bọng được rồi, mới giờ có chiếc xe nó đỡ mới đi xe chứ hồi đó mới đi cái giò cái sưng lên mới đi không có được, rồi mới nghỉ mấy ngày mấy bữa bớt rồi mới đi bán nữa. Có đi được luôn á, bây giờ mới giống như là nhà mấy nhà ấy đó ta mới cho được xe ông nhà nước á. Dạ bây giờ mới đi xe đã đỡ. Dạ. Nói mong nhà nước hả? Dạ. Nhà nước cho xe hả? Dạ, mấy ông từ thiện đó. À, mấy ông từ thiện. Dạ, mấy ông từ thiện. À, từ thiện cho. Dạ. Mấy ông từ thiện. Rồi bán gần hết chưa cô? Dạ, hết rồi còn chút mới. Giờ lại lấy chút mới rồi đúng không? Dạ. Rồi ráng chạy số à. Dạ. Ồ, giờ là bán cho ngày mai luôn đấy. Dạ. Nhà có gần đây không? Dạ, đường ở dưới cái chỗ nguyên miếng đi lên tuốt ở trên đó hả cậu? Trên dốc núi luôn. Dạ, lên trên đó vô gần cái chòm mã chẩn. Cái gì? Gần cái chòm mã chẩn. Ở gần chòm mã hả? Dạ. Ở xung quanh thì toàn là mã công. Có cái nhà thôi lôi vậy chân giữa. Còn người ta ở cha ở dưới. Còn mình là mình ở trên không. Dạ. Ôi trời ơi, ở chòm mã nghe là hướng dẫn người. Nghe thấy tò mò là muốn coi có mã ở như nhà ở như thế nào nghe chòm mã luôn á. Dạ. Bây giờ cô dắt con lên đó được không? Được. Ôi giờ dẫn con đi. Dạ. Ồ đi lên đi, có đi xe lăn được không? Dạ được. Không thiệt. Bây giờ số thì bán cho ngày mai đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ok, như vậy là đỡ rồi. Ừ. Giờ là 3 giờ rồi quý vị. 3 giờ. Dạ. Có mệt lắm không cô? Dạ thì cũng mệt nữa nhỉ. Nó đi một âu vậy nó mệt không? Nó mệt nhưng mà vẫn ok đúng không? Dạ cũng được. Dạ chứ mệt là ngã nó mệt lắm đấy. Dạ. Có hay mệt như vậy không cô? Dạ cũng thường hoài rồi cậu. Dạ. Nếu mình đi lên dốc á thì nó nín thở. Nó nín thở. Xe là chạy về dạ, nhà cô được dạ, luôn chứ? Dạ không, gửi ở dưới rồi tôi dẫn cậu cô lên. Đi bộ lên. Dạ đi bộ lên. Còn xe máy lên được không? Dạ. Cái xe ông đa của cậu lên được mà tôi lên ông được. À dạ. Dạ. Rồi bây giờ con đi tới chỗ cô con đi. Dạ. Dạ rồi xong con gửi xe máy. Dạ dạ. Trời ơi nhà cô ở chỗ này hả? Ôi ôi sao mà xung quanh toàn là mã không vậy? Hồi nãy nói với cậu đó xung quanh mã không nha. Rồi những cái mã này có quen gì không cô? Dạ mấy mã người lạ không rồi như người ta cho mới nói là cậu ơi. Dạ. Đây quý vị lại là nhà cô luôn hả? Dạ. Nè. Nhà cây mục hết trơn luôn kìa. Dạ. Bị mấy con mối nó ăn chặt lắm. Mối ăn hết trơn rồi quý vị. Nhà này ai làm cho cô vậy? Ngay sát ngay trước mặt quý vị là những cái ngôi mộ mà những mộ đã lâu năm rồi. Đây mộ 2003 nè. Còn phía trên đó quý vị, phía trên nhà có là mộ luôn nè. Dạ. Nói chung là phía trên dưới. Dạ. Và phía sau đó nè. Trên dưới trái phải trước sau rồi xung quanh là mộ hết. Dạ đúng rồi. Là nhà của cô nằm ngay cái giữa nằm của giữa. Của những ngôi mộ này. Dạ. Wow. Ồ, cô đi mệt không cô? Mệt dạ. Ừ. Cô mới lên chút xíu quý vị, cô dạng như là bị bệnh tim á. Dạ bị tim á cậu ơi, nó mệt á. Đâu có chịu. Dạ. Bởi vì nó chung quanh toàn là má công. Mình ở cái lõm giữa như vậy. Dạ. Rồi thành thử ra mình phải chịu. Đâu có chung quanh là má ở cháu em má. Đâu mình ơn mình. Cô lấy nón ra cho mát cô. Lấy nón ra. Dạ. Khẩu trang luôn cô. Là cái đất này là hồi trước là ở đâu cô có? Của người ta, của ông chủ mã này ở bên Tân Châu á. Rồi cái ổng chôn ở đây, ổng chưa kịp chôn ở đây. Ổng mới nói tôi cho cô ở đậu nhờ cái đất. Đó,
rồi kệ cô ở đi, chừng nào chết thôi. À, tức là thấy cô một mình rồi dạ. Cho cô cái đất này ngay cái mã luôn dạ. Rồi cô sống ở đây để chi vậy? Cô coi mã là gì? Không, mình ở đây mình nếu ở nhà mình cũng dọn dẹp mã cho người ta đàng hoàng. À đó, mình ở đâu mình cũng phải dọn dẹp. Mấy ngày mắc đi bán quá đâu có dọn dẹp mừng của mấy ông này. Chú cha, nhưng mà sao cô không sợ? Sao mà cô lại chọn ở những ngôi mã thế này? Cậu ơi, ông có tiền, mình không có tiền, người ta cho ở nhờ, ở đậu đất mình cũng mang ơn người ta. Rồi cái mình bệnh như vậy nè, đi ở đây xuống tu cái dưới đó, đi lên đi xuống mình cũng phải gắng chịu. Chứ cái ý mà mình muốn ở dưới lộ dưới cho nó dễ cậu. Ở trên đây có lòng quá, bỏ nó bử gì tối nhiều khi nè đi phải bò ra, chứ mình mà đứng thẳng lưng lên rồi té một cái gầm đó, nó chóng mặt nó té xuống, bởi đâu có dám bò chắc ăn đó. Chàng ơi, ở đậu đất người ta nhưng mà ở đậu trên những đất của những ngôi mộ. Dạ dạ. Ở đậu trên đất những ngôi mộ nha, chứ không phải là đất của người ta nữa. Dạ, không phải dạ. Đất của người ta ở, mà cái này của mấy cái mã ở. Tức là mình đang ở đậu trên đất của những ngôi mộ. Dạ dạ, đúng. Đúng không? Giống như dạ. Mình đang, nếu mình nói ra thì nói hơi một xíu là mình đang chen chúc vào những ngôi mộ để sống trong dạ, những ngôi mộ này. Đúng rồi, là nói như vậy đó cậu. Mình thấy mình không có tiền, bây giờ ở cậu bây giờ đi xuống dưới đất ở dưới nó mắc quá trời, mình không có tiền. Ví dụ như dầu ở dưới đường bằng mà nó nằm trong hẻm thì nó cũng cả trăm mấy triệu rồi, làm sao rồi tiền đâu mua đó cậu. Coi mình bắt buộc mình phải chịu thiệt thôi, mình ở đây. Nhưng mà cô có sợ không? Ông biết hình như là ở chợ mấy ông này bần đầu chợ dữ lắm. Ông có lên nhắc cô không? Không có nhắc ai, chứ không có nhắc cô. Ngộ ghê á, cô trái đêm nào cũng vậy, cô chắp tay cô nói Nam Mô A Di Đà Phật, xin mấy ông ở đây làm ơn phù hộ độ cho tôi ở nhờ cùng đất của mấy ông độ tôi mua mai bán đất đó. Cô trái gì trong á. Gần trên kia là những ngôi mộ của chủ dạ, đất luôn dạ, sao cô? Chủ đất anh ta này là ở ngoài Châu Đốc ở ngoài á. Dạ. Dạ, mấy người này ở chủ mã này là ở ngoài Châu Đốc. Là xung quanh này là nghĩa địa hết luôn. Dạ đúng rồi, là toàn bộ là nghĩa địa công. Đây là những nghĩa địa cũ. Dạ. Ồ đó tới giờ rồi cậu. Tới giờ luôn. Dạ dạ, lâu dạ. Rồi, dạ. Lâu dữ lắm rồi. À, con thấy gì? Năm 1947. Dạ. Năm 1951. Những cái mộ có cái năm đó. Cái năm mà thành lập cái mộ này cũng khá lâu không gì? Dạ lâu dữ lắm. Lâu chị lắm rồi. Dạ, đó. Dạ. Nó thuộc về cổ. Có cậu coi cái giò nè. Đi như vậy bây giờ một bên ông chân, một bên nó chân, trời ơi nó chân tù lụ. Đó ai ông đâu có nói gạt ông, đi muốn chết luôn. Đi bộ là đi ha. Đâu có về uống thuốc này kia nọ mà nó cũng chân kỳ cục vậy. Cái hồi trẻ sao cô không lấy chồng đi mà để đi cho sống như vậy tới giờ. Cậu ơi, mình nói mình nghèo mà mình chi nghĩ, mình thôi mình không dám lấy chồng, mình đi ở mướn, đầu tiên đi làm mướn cho người ta, rồi cái từ từ cái nó đau quá trời, rồi cái cậu coi ha, nó té hồi 5-6 năm nay rồi, cái bắt đầu tôi đi bán giấy số tới giờ rồi, cậu biết, không có cầm cái gì lên được á, cầm chén bể chén luôn. Ừ. Đó, dạ. Bây giờ đó. Cô cảm thấy bị đau nhất hay sao? Dạ, nó bị nhất á. Dạ. Đó, nó chân còn quay. Bên này đâu có chân nhiều đâu. Đó. Dạ. Dạ. Mà bên này ông có nhức nhiều. Có nói bị gì không? Dạ. Có nói bị gì không? Có biết bị gì không? Ông biết nữa, cái này nói thì cậu tin đi khám nó coi nó có bị cái gì ở chổng không. Đó. Mà không chưa có đi được, chưa có đi, có tiền đi, có tiền uống thuốc ít ban chăm chú, chăm gửi chú đủ ăn rồi. Bây giờ cô cảm thấy nó đau nhất lắm hay sao? Dạ dạ, nó thốn như này nè cậu ơi, nó lên tới đây này nè. Cô có dùng thuốc gì chưa? Dạ có. Có dùng thuốc gì? Thuốc tây không ạ? Dạ.
thuốc cay thuốc tàu vô tùm lum hết á. Rồi cô thấy nó giảm không? Nói ngay nó uống nó vô thì nó đỡ, còn ớt thuốc rồi nó cũng quay y chang vậy hả? Dạ. Dạ. Thành tử ra ông biết làm sao hả? Không, cái này chút nữa con sẽ gửi cô nha. Dạ. Con tặng cô cái loại thuốc này là loại thuốc nam. Dạ dạ. Thì mình cứ uống rất đơn giản, nó là dạng bột á. Dạ dạ. À, cô cứ dùng chút nữa con gửi cái chú kia gửi cho cô, tại cũng đang dạ, để dạ. con xe ngoài kia. Dạ. Lên này không mang xe tới được. Dạ. À, con gửi cho cô thứ hũ có hai hũ nha. Dạ dạ. Thứ hũ nó là ngải ngải đen và ngải chống độc. Dạ dạ. Đó thì những cái bệnh khớp nè, đau nhức nè thì những người uống rất là hiệu quả. Dạ. Chút nữa con gửi cô, con tặng cô, con biếu cô dạ, đó. Cảm ơn Ngọc ạ. Dạ. Trời ơi, tối để nó ảnh nhức quá trời chịu không nổi. Ông nội này nè. Tối trời lạnh xuống cậu ơi, sương mùi sương đó. Trời nó lạnh mà tôi ngồi tôi gung vậy nè, gung cành cạch vậy nè, cũng ghé gán nó kệ nó. Cái lấy dầu, người ta cho dầu á cậu. Cái về bóp. À, về bóp cho nó nóng nó dạ. đỡ. Dạ. Rồi cái nhà cô như vậy hả? Dạ. Quý vị nè, bước vô xíu là tới nơi nè. Đó. Đúng á, cái chỗ ngủ vậy đó rồi vậy trong hả? Đó. Cái nhà này là hồi ai cắt cho cô vậy? À, cái ông ai đó với mấy ông từ tiện á cậu lên kết cái nhà này cho dạ. Mà nước này là nước gì cô? Dạ, nước này nấu á, nấu trong rồi cái mình đổ vô chai để dành uống. Mà nước này lấy từ đâu? Dạ nước máy á. À nước máy rồi có nấu dạ, dạ, để dành dạ. uống. Dạ. À, đó, mình nấu rồi mình đổ vô chai cái để dành mình uống từ từ. Ở trời nấu nữa. Dạ. Dạ. Rồi con hỏi cô nè. Dạ. Cô sống một mình vậy cô thấy kiểu như là mình cô độc quá không? Không có đâu. Nói ngay đi, mình tuy là chống một mình ở trên đây nó rất là cô độc. Nhưng mà ông có mít lòng lối chớm á. Người ta thấy nhiều khi cậu ơi bệnh nằm đây nè, ta bưng cho mình chén cơm chén cháo ăn đó cũng đỡ. Nếu mà người ta ghét mình, ta cũng cho mình ăn, phải không? Dạ. Đó, bởi vì sống con nít cũng vậy, ông cũng mít lòng ai hết trơn á. Ở đây ông mít lòng ai. Cũng may là được bà con mình thương mày. Dạ. Con nghĩ là đó do cũng là cô sống tốt thôi, thành ra người ta thương. Đúng không? Đúng rồi, dạ. Dạ. Với mình, ông có nói cái gì tầm bậy tầm bạ với người ta. Cái gì đang nói mình nói, còn không thì thôi. Đó. Thành tử ra người ta thương mình, ta thấy mình đi làm tối ngày, đi bán tối ngày, ông có ở nhà. Cái có bữa nằm bệnh ở đây nè, cậu biết không, người ta lên, ta dòm tới dòm lui. Ôi, từ bữa nay sao mà nằm hoài vậy? Nói, trời ơi, tí mơ bệnh quá trời chịu không nổi. Tại vì mình đâu có đi xuống như được cậu. Nằm đó nhắm mắt liêu thiêu thiêu thiêu, ở đây người ta nghe, người ta kêu mình nghe đó. Cái người ta không nói gì trơn, người ta nấu cháo rồi kêu con ta bưng lên cho mình ăn. Mà nói gì nói với cô, con nói thiệt. À. Bây giờ mấy người, khi mà ở tuổi của cô, tôi già rồi, đúng ra xung quanh mình con, cháu, chồng. Rồi rất là nhiều cái mối quan hệ gọi là dòng họ đó. Nhưng mà cô giờ có mình nè, lỡ như một mai khi đến lúc mà nhắm mắt xuôi tay. Thì lúc đó thì cô chỉ có một mình ở đây. Rồi mình đi một cách im lặng. Rồi cô nghĩ đó sẽ như thế nào? Cô không cần nghĩ gì hết. Tại vì trong khi đó người ta cũng đi qua lợi. Nếu như vụ mình chết thì người ta cũng cho người này người kia ấy ở chậm chớp. Người ta cũng cho cho hương này kia nọ để chôn cất mình đó. Mình thấy vậy thôi cậu ơi. Rồi mình không phải mình liều mạng. Nhưng mà đằng này nó đã tới cái khúc đó rồi còn gì nữa. Mấy đứa cháu thì nó nghèo khổ chết mồ, nó đi làm ở thành phố ở trển á. Rồi làm sao bây giờ, nó cũng có chồng, có vợ, có con cái mà nó khổ mà. Mình thấy vậy thôi, bây giờ mình làm cái gì được mình làm, còn ông thì thôi à. Đó, phải chi mà nó cá giả, mà nó có tiền, nó bỏ mình cù bơ, cù bớt, mình nãy trách nó. Còn đằng này nó cũng khổ, con nó lớn, nó lo ăn, lo học, lo đủ thứ hết trơn cậu. Còn mình ở đây thì mình cũng gắng lo cái thân của mình, tuy chớ biết sao giờ. Nhờ bà con, cô bác ở sớm, người ta thương tình, người ta không có bỏ mình cậu. Đó, thí dụ bệnh hoạn thì
nói ngay người ta cũng kiếm thuốc này kia cho mình uống chút đỉnh đó, chứ làm sao mà người ta ở kề cận bên mình mà lo mình được không? Dạ. Đó, vì chỗ đó đó thì thôi, cái bổn mạng của mình nó đã vậy rồi, chỉ nhờ nhà nước, mấy ông từ thiện, mấy cậu vậy đó, như Mạnh Thường Quân là thương tình mà giúp đỡ cho giùm mà. Cô cũng rất là mang ơn, cô nói thiệt. Đó. Dạ dạ. Chứ còn sống mà cô cũng chả biết cô cuộc đời cô sống được bao nhiêu lâu nữa. Đó. Năm nay là 69 tuổi, năm tới là 70 rồi. Là tuổi Giáp Ngọ đó, cậu tin coi đúng không? Đó. Rồi hỏi cậu bây giờ còn gì nữa? Đó, mình cái cầu trời khẩn Phật á, ông bà ở trên hộ độ cho mình, tặng cho mình được. Một là mình mạnh giỏi, nếu phải á, mình tới giờ thời buổi mà mình chết á, thì mình không có níu là được, thì chấp nhận đi luôn. Đó vậy, cho mình nằm đâu nằm đó cho yên ổn, chứ đừng có đi mà bị cái này cái kia mà chết nữa, đau lắm à. Đó, thành nữ là cô á, cầu trời khẩn Phật á, xin ơn trên nó phù hộ độ cho cô. Vì mấy ông Phật nè, nó ông thương tình á, Bồ Tát á thương tình á, phù hộ độ cho cô được mạnh giỏi, cô nói thiệt. Còn cái giờ nào mà cô không còn ở nữa, đi cứ việc đi, không ai cản được. Dạ dạ. Đây là những ngôi mộ quý vị, xung quanh nè, đây có những cái ngôi mộ mà cũng đã cổ á, mà nó lại là ghi toàn là tiếng Hoa không nè. Nó sát bên này là cái gì? Rồi xuống này nữa nè. Xung quanh tầng tầng lớp lớp là toàn là khu nghĩa địa lâu năm rồi. Bây giờ thì hầu hết là người ta chỉ thiêu thôi, chứ không còn chôn cất như ngày xưa nữa đâu. Ở đây chủ những cái ngôi mộ này có thỉnh thoảng có ghé đây không cô? Dạ có. Cái ngày lễ thanh minh đó, lễ thanh minh người ta vô, ta dọn dẹp mộ, cũng như ông chủ ngoài châu đốc, bữa hôm nó nói lùm xùm luôn, có tùm lum thừa lừa, bây giờ ông làm ra trống lỏng. Ừ, dạ. Yeah. Ông làm trống lỏng rồi. Dạ, yeah. Số này là để cho ngày mai cô hả? Dạ, đếm số lại. Này để ngày mai. Dạ. Yeah. Là chiều nay này là mình đi bán rồi. Là ngày mai bán tiếp nữa, là chiều mai chỗ. Dạ, buổi chiều vẫn đi bán tiếp nữa. Dạ, dạ. Rồi. Tại số sổ rồi cái mình đi bán. Chú cha hai cái giò thế này mà đã đi lên đi xuống rồi hơi cực quá. Mình phải chịu đó, cô coi cái chỗ đó đó, trời mưa xuống là té chết luôn. Rồi buổi tối rồi cô bán tới mấy giờ cô vậy? Dạ. Bán cỡ 7 giờ mấy 8 giờ à. Dạ. À, quán 8 giờ. Cô vậy đó nấu cơm giờ nào? Dạ, ông nấu cơm mua đồ ăn rồi mình ăn rồi cái mình về mình ngủ luôn. À. Ừ. Đó vậy đó, cho nó mà tiện. Hết ngày hết tháng đúng không? Dạ. Không xong hết ngày hết tháng. Dạ. Sáng mà ngủ mà một đêm mà sáng vậy mà mình nhìn mình coi có phải mình có chết chưa? Thì giờ hôm nay cảnh còn y nguyên là chưa có sao. Là sáng nào cô cũng thức dậy rồi cũng dòm thử như vậy? Dạ dạ. Có sáng nào cũng vậy. Không phải là mình sợ chết cậu ơi. Chết là nó phải, cái chết nó phải tới với mình rồi. Nhưng mình không hiểu được. À. Nhưng mà điều á, mình sáng nào nó cũng quen rồi. Nhìn cảnh thiệt hay cảnh giả mình biết liền. Có khi nào buổi sáng cô thức dậy cô có nói là cảm ơn trời mỗi sớm mai thức dậy đã cho ta thêm một ngày nữa để yêu thương. Đúng. Đúng không? Đúng. Mình đã cảm ơn trời như vậy đấy. Nhưng mà nhờ trời Phật độ mình á, mình mới được như vậy nè. Dạ. Đó. Và rất là biết ơn trời đất. Tuy không có tạo mình ra, cha mẹ mình tạo thiệt, nhưng mà trời đất ban cho mình sự sống. Đó. Mình biết tin tưởng trời Phật là trời Phật sẽ độ mình không bỏ. Bất cứ người nào cũng là con của trời. Đó. Con nghĩ có phải không? Nói gì? Thì cả luôn cả mình cũng thế mà thôi. Cha mẹ cô chết hết rồi, đâu cô đâu còn ai. Còn một bà em gái mà bà cũng già rồi. Bà ở, bà lo cháu của bà chồng ở trong kinh bảy giống á. Rồi mấy đứa con bà phải đi làm hàng ngày, hỏi
hỏi cậu chứ bây giờ mình chống làm sao? Đâu có trở về đó mà ở mà để bám víu vào con cháu mình sống không được. Phải tự túc, ngày nào cô còn đi được, cô vẫn đi bán như vậy để tìm sự sống của cô hàng ngày. Nó nói vậy. Chị mong sao trời Phật hộ độ cho cô, thương xót cho cô. Cô được bình an là bao nhiêu rất đủ rồi. Dạ. Chứ bây giờ cô không có cần cái gì nữa. Cái phương châm sống của cô cũng là phương châm sống của rất là nhiều người mà đang biết và đang hiểu. Dạ. Và cũng đang gọi là tận hưởng. Dạ. Mình chỉ cần tận hưởng những cái niềm vui, những cái nho nhỏ, những cái suy nghĩ là tích cực như vậy là được rồi cô ơi. Dạ dạ. Dạ. Rồi, hôm nay con ghé cô thì con cũng gửi chút quà cho cô nha. Dạ. Đây là con đây cô, để tay xíu cô. Đây là con gửi tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho cô nha. Dạ. Lì xì cho cô 1 triệu. Dạ. Dạ, để đây. Rồi bây giờ cô cũng có mặt hai con ở đây thì thay nghe lời này cũng Mạnh Thường Quân gửi, nhưng mà nhờ con đưa qua thì tất nhiên á cô rất mang ơn cái Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho cô những qua cái cơn ngặt nghèo như vậy. Và nhờ con á cũng như là con tiếp cái sức đó, con lên á tặng con nhìn thấy như vậy nè, tặng con về con nói lời với người ta đó, cho người ta hiểu được cái lòng của cô là nói như vậy đó, con hiểu không? Dạ. Đó thì cô rất là mang ơn mấy người Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho cô đó. Với hai nữa rất mang ơn con, hai con tận tình để lên đây để nhìn thấy những cái cảnh mà cô còn sống ở trên này như vậy mà thông cảm cho cô an, nó giúp đỡ cho cô được những gì cô rất mà mang ơn con ơi thiệt. Bây giờ cô già rồi, nó cô cũng không biết sống được ngày nay hay hoặc là ngày mai cô sẽ ra sao cô không biết, nhưng mà cô chỉ hiện tại cô cầu chúc cho mấy Mạnh Thường Quân được bình an, gia đạo được yên vui và gia đình con cũng được mạnh giỏi, con cháu đề huề được mạnh giỏi, đặng không sống cho mà như cô vậy nè đó, mà năm nay là 70 rồi con đó, rồi cô nói nha, sống cỡ 72 tuổi đi đó, cỡ đó là xong rồi. Cô cũng không cần gì nữa đó. Dạ. Cô muốn nhìn đời để mà mình hiểu biết gì đó. Dạ. Để đi rồi nó uổng quá trời con ơi, thiệt á, ông nhận không? Cảm ơn nghe con nhiều nghe. Thôi sống thì dạ, sống mà sao để cho tiếng thơm cho đời được. Dạ rồi, đúng rồi. Ở đây thì cũng phải nhờ kết những cái tấm lòng của Mạnh Thường Quân. Dạ, thì con dạ, mới có cái nhiều cơ hội để đến kết nối thêm những người như cô để giúp cô cũng như dạ, giúp những cái người khó khăn khác. Đúng rồi. Dạ. Đó, hết người cũng, này cũng, còn người cũng mang khác được, nữa. Cũng mang được những cái giá trị về những ý nghĩa cuộc sống như cô đã để dạ, cho người tới cho bà con. Mình dạ, khổ thế nào khổ. Đúng. Nhưng rồi, quan trọng mình sống tốt, sống đẹp và để lại tiếng thơm cho đời. Đúng, dạ, đúng, đúng. Cô cũng vậy nha. Cô ra, cái tính của cô ra, cô muốn cái gì nó cũng phải mà hòa đồng hết. Đó, cô không có biết gây gỗ với người nào. Người ta gây lộn cô lời cô khuyên người ta, người đó cô biết cái tính người ta nóng, người ta không nghe, thôi cô bỏ đi chỗ khác. Dạ. Đó, để chờ lúc mà người ta nguội rồi mình nói sao. Dĩ hòa vi quý nó mới được, sống nó mới hòa bình. Hỏi con vậy chứ, có một chút chiếu gì cái là nói chuyện tầm bậy tầm bạ rồi mình đâu có được. Bởi cô sống đây làm gương cho mấy bà này nè. Đó, không thiệt. Mấy bà ngồi chửi, cô không có nói chửi lộn với nhau á, để chờ nguội ngắt rồi cô xuống khuyên chị em ở sớm sớm không nè, mình đừng có gây gỗ, biết sống ngày nay ngày mai còn sống nữa không. Đó, chị em phải thương yêu với nhau, hòa bình với nhau mới được. Cái chuyện gì chút tôi bỏ qua hết, đừng có mà hở ra một chút mình moi móc ra chuyện nhỏ quá to không được. Đó, không thiệt, cô ngồi ở đây dạ, nói có trời Phật làm chứng nha. Và cô khuyên hết trơn đó để cho người ta bình yên đó, mình cũng vui trong bụng nữa dạ, con. Đó,
lời của nó cũng như là lời của những của Phật dạy. Cái lời này là lời Phật dạy cho cô. Dạ, dạ. Cô lại... Cái tâm tưởng của cô là bây giờ cô nghĩ là ông Phật nghe, ông rất là từ bi. Bây giờ ai làm gì ông cũng nín thin hoài. Thì cô cũng noi gương theo ông Phật, phải như vậy mới được. Bây giờ người ta giận, người ta muốn lợi quýnh cô cũng quýnh không được. Con biết tại sao? Lời mình á, mình nói, một lời nói của mình á, ta nói lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói mới vừa lòng nhau. Hỏi con có đúng không? Thành thử ra gì chỗ đó mình phải dĩ hòa vi quý. Cái gì cũng vậy, phải hiền từ. Mình thấy người ta hung dữ, mình bắt chước người ta là gỗ à. Mình đứng phải mình khuyên can người ta. Đó là đây là cô học theo sách ông Phật đó. Ông dạy mình mà con đó, mình theo cái lối của ông Phật đó, từ bi hỷ xả luôn á. Ông thương tất cả chúng sanh, không bao giờ ông hại. Còn con người của mình á, cái tâm của mình á, nhiều khi nó đi không đúng con ơi. Thành thử ra phải bắt buộc nó phải như vậy. Nhưng mà mình biết nếu người đó mà hung dữ là nó nhảy theo tâm ma nó đi liền, nó không nó theo tâm Phật, con thấy không? Yeah. Nhưng mà mình đứng mình khuyên người ta thì tất nhiên từ từ người ta cũng hạ xuống, cái tâm ma nó bớt đi rồi còn lại tâm Phật. Đó. Yeah. Bởi cô sống đây cô không sợ mấy ông này, cô dái gian mấy ông này hoài à. Nói mấy ông cũng thương tôi một cái điểm, bây giờ tôi quá trời cũng què sụi rồi hết, tôi đi nổi rồi. Bây giờ mấy ông thương. Con ơi, nè, để cô nói con nghe, con thấy cô Linh không? Ừ, chỗ này nè, mà cô té xuống, đáng lý đập cái đầu lên đây nè con. Không, cô không có nói dốc con nè. Mà tại làm sao mà tự nhiên cái đầu cô lại chân nó nằm ở dưới đó đó. Cô hết hồn. Cô nói, ủa sao kỳ vậy? Giờ mình đợi là cái cảnh y nguyên vậy nè. Hỏi con nghe làm sao đây, có phải người ta giúp đỡ mình không? Yeah. Đó, mình ở phải là gặp phải à. Nếu mà cô ở không phải đập cái đầu vô cảnh này cô còn gì của chết luôn à. Dạ đôi lúc cũng phải nghe những cái tâm linh. Đúng đúng hả? Nó phải chùa có tâm linh ơi, cái nó ăn ở trong đây hết rồi con ơi. Ừ, nó ăn hết trơn rồi nè. Nó mới thấy vậy chứ nó ăn hết trơn rồi. Giống như là tuổi già chúng ta thì đó đó đúng mục. Nó khổ vậy đấy. Thôi nói chung là mình phải vui vẻ con ha. Dạ dạ rồi thôi. Cảm ơn mấy con nhiều nha. Rồi con chào. Chào cô. Dạ. Sức khỏe nha. Dạ. Chút nữa con gửi cái chú cái đem lên cho cô. Dạ, dạ, dạ. Hai cái hũ bột. Dạ. Thì cô gửi cứ... trong cái tiệm nước đá đó cũng được. Dạ dạ cái chú kia sẽ dạ, sẽ dạ, gửi lại dạ, cho cô. Nói chú đó hướng dẫn cô cách uống luôn. Dạ nha. Dạ. Cô cứ thử đi như thế nào. Dạ. Đó, uống hết trơn. Ai đưa cái gì cũng uống nó dạ, nhức dạ. Quá trời chịu không có nổi. Dạ cái này rất là hay về cái vụ nhất. Dạ. Đầu nhất là rất là hay, xương dạ. Khớp. Đó. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ rồi, con đi cô nha. Rồi, cảm ơn mấy con nhiều nha. Dạ. Rồi bye bye, tạm biệt cả nhà luôn. Bye bye.